Lời khuyên của tỷ phú Lý Gia Thành: những lúc nhàn rỗi cũng đừng làm những chuyện vô bổ. Bất kỳ ai cũng có đam mê, sở thích riêng, nhưng phải biết mức độ, hạn chế chơi những loại game dễ làm người chơi nghiện. Việc bạn tốn thời gian cho những loại game vô bổ, nó không những không khiến bạn thành công hơn, mà nó còn ảnh hưởng đến những mặt khác của cuộc sống của bạn. Đọc sách, tìm hiểu quy trình kinh doanh, phạm vi quản lý, vấn đề quốc tế pháp luật, đây là những việc có thể giúp bạn nâng cao kỹ năng, trí thức hay giúp bạn chủ động hơn trong các cuộc hẹn, họp hay buổi đàm phán. Đây là một xã hội không ngừng phát triển, không học tập, tiếp thu, cải thiện bản thân thì sẽ khiến bản thân thụt lùi với xã hội và có những lúc bạn sẽ bị xã hội đào thải. Đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào giúp bạn thành công. Cơ hội giúp bạn thành công tất nhiên sẽ có và rất nhiều. Hãy học cách nắm bắt thời cơ. Đây là điều rất quan trọng, chỉ có như vậy bạn mới không hối hận. Chẳng hạn như bạn nhận thấy có một hạng mục rất thích hợp, nhu cầu thị trường rất lớn, nhưng bạn không dám nhận công việc, trốn tránh, thay vào đó người khác đã lấy mất đi cơ hội của bạn. Không những thế mà họ còn làm rất tốt, giây phút này bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận. Khi làm một việc gì đó trước khi thành công, đừng nói lung tung. Sau khi bạn thành công rồi thì tự khắc mọi người sẽ biết điều đó, vậy trước đó bạn cũng không cần phải nói lung tung cho ai cả. Đây chính là hiệu ứng của thời đại tin tức mang lại. Luôn giữ bản thân chỉn chu. Hãy luôn giữ bản thân mình gọn gàng, chỉn chu và sạch sẽ trong mắt người khác. Đừng nên làm mọi người cảm thấy khó chịu vì bản thân mình lụm thụm và điều này làm cho bạn bị mất đi vài mối quan hệ hay cơ hội. Đừng cho rằng bạn là nam giới thì không cần phải chăm sóc bản thân. Rất nhiều nam giới không để ý tới những yếu tố nhỏ nhặt về bản thân, điển hình là sức khỏe. Bạn nên nhớ rằng sức khỏe so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn cả. Hãy giữ cho bản thân một sức khỏe thật tốt. Có sức khỏe bạn có thể làm được nhiều việc, nhưng không có sức khỏe thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tự lực cánh sinh, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Con người ai cũng có một chút tính ích kỷ, chỉ có bản thân mình mới chính là chỗ dựa của chính mình, cũng chính là chỗ dựa đáng tin nhất. Vì thế, hãy luôn cố gắng, luôn khiến bản thân trở nên lớn mạnh. Trên thế giới này, người nào mạnh, người đó mới có tiếng nói. Cuối cùng, hãy dám đối diện với thất bại. Ai cũng có cơ hội thành công của riêng mình. Điều này phải xem bạn có nắm lấy cơ hội đó cho bản thân hay không.